Chào mừng các bác đến với cửa hàng đồng hồ cổ Vang Vọng. Cái câu hỏi mà các bác hỏi em rất là nhiều ngay từ lúc gọi điện thoại này, hoặc là các bác nhắn tin đến cửa hàng cũng thế. Cho anh xem một số mẫu đồng hồ của thương hiệu Odo, phải zin nguyên bản nhá, với cái tầm giá hơn chục triệu hoặc là dưới chục triệu. Một câu hỏi rất là khó đúng không các bác? Vì sao? Vì đối với thương hiệu Odo các bác nhá, dưới chục triệu cũng có, nhưng sẽ là những chiếc Odo ông Tây đánh chuông, chơi chuông điểm theo số giờ chỉ định này, chứ không chơi nhạc các bác ạ. Còn đối với cái tầm giá hơn chục triệu thì em nên sóng cho các bác một chiếc Odo đời 62 các bác nhá. Đây là một chiếc rất là hợp lý cho những bác nào thích chơi những chiếc Odo giá bình dân này, zin nguyên bản này, đẹp này, hợp với túi tiền. Đây là một chiếc Odo em đang giao lưu với mức giá hơn 14 triệu thôi các bác nhá, là các bác đã sở hữu được một chiếc 62 tổng thể đẹp, zin nguyên bản toàn bộ, máy móc zin, chuông tốt. Về ngoại hình đầu tiên thì đây là một chiếc 62 thiết kế thùng bè bông đào các bác ạ. Chúng ta sẽ có những cái phần thùng thiết kế màu gỗ các bác này, khắc tông màu nhau để tạo điểm nhấn. Đây chúng ta sẽ có những cái bông đào được đính điểm bốn góc các bác nhá. Trung tâm chúng ta sẽ có một cái phần mặt số bát giác nằm, sở hữu cái thiết kế niềng vàng rất là đẹp luôn. Tí em sẽ quay chi tiết ở bên trong. Bên dưới chúng ta sẽ có một cái phần kính họa tiết hoa văn vàng cùng quả nắp bát quái vàng đang hoạt ở bên trong. Đấy. Nếu mà nhận xét về cái thiết kế ngoại hình bên ngoài thì em nhận xét đây là một chiếc Odo 62 có cái thiết kế ngoại hình bên ngoài đẹp trên 95%. Có một chút cái vết tích của thời gian rồi, nhưng không đáng kể các bác ạ. Rồi vào bên trong cho bác xem kỹ hơn nhá. Các bác có thể nhìn đây, cái phần nẹp kính dưới này, nẹp kính trên này, zin nguyên bản, nẹp rất là chắc chắn. Cái bản nề của nó các bác này, nó còn trắng sáng nguyên màu thép. Chắc chắn nhiều bác sẽ bảo đây là cái bản nề em thay lại, nhưng em đính chính các bác nhá. Bản nề zin các bác ạ. Đấy. Có thể nói đây là một chiếc 62 gần như là hàng lưu kho các bác nhá. Rồi, chúng ta sẽ có một cái phần mặt số đẹp trên 96-97%, mặt số 2 nền, niềng vàng đi với quả nắc vàng, phụ kiện ốc ác đầy đủ. Đấy. Đời 62 chúng ta sẽ có những cái cần gạt khóa chuông thay vì những cái phần dây như đời 54 các bác nhá. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Tên logo thương hiệu đầy đủ này. Dòng chữ Made in France này, bộ kim 62 là bộ kim nán lúa đặc trưng. Rồi, chiếc 62 này sẽ sở hữu cái bộ máy 3 vách hoa dâu các bác nhá. Một cái bộ máy em nhận xét nó còn đẹp trên 94-95%. Quan trọng vẫn là cái tiếng chuông đúng không các bác? Ngoại hình đẹp rồi, mặt đẹp rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi nghe tiếng chuông các bác nhá. Xem nó có xứng đáng với cái tầm tiền mà các bác bỏ ra. Đó là hơn 14 triệu hay không? Tiếng chuông rất là vang đúng không các bác? Vì sở hữu cái bộ gông thép mà các bác rất là dài này. Đấy, cái bài toán em giải cho các bác lần đấy. Với cái tầm giá hơn chục triệu thì đây là một chiếc Odo giá bình dân các bác nên sở hữu, đó đời máy 62. Còn bác nào mà hỏi tầm giá hơn chục triệu cho anh những chiếc Odo chơi chuông kép bình bong này, hai bản nhạc thì em xin phép em không có. Và hàng Tây người ta cũng không có sản xuất được cho các bác như thế đâu ạ. Đối với chiếc bình bong thì nó sẽ có cái giá trị chung. Bác nào tìm hiểu nhiều đâu cũng thế thôi. Đã là máy 10 zin đẹp nguyên bản thì chắc chắn phải tiền trăm đúng không các bác. Rồi, đây là câu chuyện chia sẻ cho các bác thôi. Đây là một chiếc 62 có mã số là 4353. Bác nào thực sự yêu thích chiếc đồng hồ này thì mời các bác liên hệ theo số điện thoại 0912 011 947 để Vang Vọng hỗ trợ các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.